Sáng 18 tháng 9, ông Yu Hang Quynh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trinh Du Việt Nam Thai, thuộc khu công nghiệp Phước Đông, thị xã Trảng Bàng, đã đến trao tặng một số vật tư y tế cho Sở Y tế Tây Ninh nhằm hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Công ty đã trao tặng 56.750 ống ly tâm, hai bình cồn tuyệt đối và bốn hộp albumin có tổng trị giá 200 triệu đồng. Bác sĩ Nguyễn Văn Cường, phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Tây Ninh, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của công ty đối với ngành y tế tỉnh nhà. Số vật tư y tế mà công ty trao tặng sẽ phục vụ kịp thời cho đội ngũ y tế tỉnh nhà thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Văn Cường chúc công ty sớm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.